Pep Guardiola được coi là một trong những huấn luyện viên tài năng hàng đầu trong thế giới bóng đá. Ông đã gặt hái được rất nhiều thành công cùng với các câu lạc bộ khác nhau như Barcelona, Bayern Munich và hiện tại là Manchester City. Mặc dù Pep Guardiola nổi tiếng thành công với tư cách là một huấn luyện viên tài ba được các cầu thủ yêu quý và kính trọng, nhưng bên cạnh đó, ông bị rất nhiều trò cũ lên tiếng chỉ trích tầm tệ. Thậm chí có không ít các cầu thủ xếp Pep Guardiola vào danh sách các huấn luyện viên khó ưa nhất hôm nay trong video này. Hãy cùng xem top 5 cầu thủ ghét Pep Guardiola nhất. Xếp ở vị trí đầu tiên đó là Zlatan Ibrahimovic. Ibra gia nhập Barcelona vào năm 2009 với một bản hợp đồng bom tấn trị giá 69,5 triệu euro. Xong anh đã bị bán sang AC Milan chỉ sau một mùa giải ở Barca vì không được huấn luyện viên Guardiola trọng dụng. Ibra là một cầu thủ nóng tính ngay cả trên sân cỏ cũng như trong phòng thay đồ. Cũng chính vì thế mà anh là một trong số học trò cũ của Pep đưa ra những lời chỉ trích dành cho huấn luyện viên người Tây Ban Nha một cách tệ hại nhất. Nỗi tức giận của Ibra bắt nguồn từ việc sử dụng các cầu thủ trong đội hình của Pep. Huấn luyện trưởng của Barcelona dùng Ibra làm một thiên thần để cho Messi tỏa sáng. Anh nói huấn luyện viên Pep Guardiola đã hy sinh những cầu thủ khác vì Lionel Messi. Tuy nhiên, điều đang nói là Pep đã không dám đối diện với Ibra về vấn đề này. Ibra nói, vấn đề nằm ở chính Guardiola. Ông ta cũng không chịu giải quyết vấn đề của tôi mà cứ liên tục tránh mặt. Thậm chí, tôi bước vào phòng thay đồ, ông ta lại bước ra. Tôi hiểu vấn đề không chỉ là chuyện bóng đá đơn thuần. Lúc đó ông ta chấn an là tôi đã hiểu vấn đề. Nhưng rồi bị đẩy lên ghế dự bị ở những trận đầu sau, sau và những trận sau nữa. Sự căm ghét lên đến đỉnh điểm khi Ibra trả lời báo chí khi nói về Guardiola như sau. Ông ta không phải là người tệ nhất tôi từng làm việc cùng. Tuy nhiên, ông ta chính là vị huấn luyện viên non nớt nhất. Đã là đàn ông, ai cũng có thể giải quyết vấn đề của mình. Xếp vị trí thứ hai là Samuel Eto'o. Eto'o là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong lịch sử của Barcelona và từng là công thần của đội bóng này. Anh ghi được 30 bàn sau 36 trận đấu tại La Liga. Tuy nhiên trong mắt Pep Guardiola, tiền đạo người Cameroon lại chẳng có được vị thế quan trọng. Huấn luyện viên trưởng của Barcelona đã xác định Eto'o bị loại khỏi kế hoạch của mình và đối xử với tiền đạo này một cách rất lạnh nhạt. Mùa hè năm 2009, ông quyết định đổi Eto'o để có được sự phục vụ của Ibrahimovic vì cho rằng Samuel Eto'o không thể đáp ứng được yêu cầu về mặt kỷ luật. Trong một bài phỏng vấn, Samuel Eto'o đã chỉ trích tận tệ ông thầy cũ của mình như sau. Ông ấy chưa bao giờ là một cầu thủ vĩ đại. Trên cương vị huấn luyện viên, Pep cũng chẳng chứng tỏ gì. Ông ấy thậm chí còn không biết một chút gì về những chuyện xảy ra ở phòng thay đồ, cũng giống như Ibrahimovic. Eto'o cũng khẳng định Pep Guardiola là một kẻ hèn nhát khi không dám nói chuyện thẳng thắn với cầu thủ của mình. Xếp ở vị trí thứ ba là Frank Ribery. Gã mặt sẹo nghĩ Pep Guardiola chỉ một là gã non kinh nghiệm và lắm mồm. Tiền vệ người Pháp từng bị Pep Guardiola đầy ải đánh mất phong độ tại Bayern Munich. Tuy nhiên, gã mặt sẹo lại hồi sinh một cách mạnh mẽ dưới bàn tay của huấn luyện viên Carlo Ancelotti sau khi Pep Guardiola chuyển sang Manchester City. Trong bài phỏng vấn trước khi mở giải mới, Frank Ribery đã công khai chỉ trích ông thầy cũ là một kẻ lắm lời và non kinh nghiệm. Tôi thích những mẫu huấn luyện viên như Dũ Thanh Kép hay Carlo Ancelotti. Họ biết cách để khơi dậy sự tự tin của các cầu thủ. Xếp vị trí thứ tư là Mesut Ozil. Mesut Ozil là cầu thủ duy nhất trong danh sách những cầu thủ ghét Pep Guardiola nhất. Mặc dù chưa một lần họ cùng một đội bóng với nhau, sự thù ghét của Ozil bắt đầu sau World Cup 2010. Ozil được nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu săn đón. Barca cũng nằm trong nhóm các câu lạc bộ quan tâm đến Ozil và đang muốn chiêu mộ anh để điều cầm thi đấu. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên trưởng của Barca lúc đó không quan tâm đến tài năng trẻ người Đức. Ozil nói, sự đầy nhạt của Pep đã khiến sự hứng thú với Barca của tôi tắt lịm. Tôi đã chọn Real Madrid, đội bóng coi trọng tài năng của tôi. Ở đó, Ozil đã thể hiện 47 pha kiến tạo sau 103 trận đấu tại La Liga dưới thời huấn luyện viên Mourinho. Xếp vị trí thứ 5 đó là Yaya Touré. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 3 năm thành công dưới màu áo Barcelona trước khi buộc phải chuyển sang Manchester City vì những bất đồng quan điểm với Pep. Thật trời trêu thay, 10 năm sau họ lại gặp nhau tại Man City. Và thế cảnh cũng chẳng khác là mấy khi ở Barca, Yaya Touré lại một lần nữa phải chịu cảnh tương tự khi Pep chính thức lên nắm quyền tại sân Etihad. Ngay trước khi rời Man City sang Olympiacos, Yaya Touré nói: "Anh thực mà nói, Pep đối xử với tôi rất tệ tại Man City. Trong mùa giải vừa qua, khi đứng trước tất cả mọi người trong phòng thay đồ, ông ta thản nhiên tuyên bố rằng tôi không còn giá trị gì với đội bóng và nên gặp lãnh đạo để tìm đường ra đi. Tôi đã bị xử phạt nghiêm trọng. Tất cả những thông số kỹ thuật của tôi ở Man City, kể cả khi thi đấu và tập luyện, thời điểm đó của tôi đều rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả một số cầu thủ khác. Thế nên tôi hiểu vấn đề ở đây không phải vấn đề thể lực hay yếu tố chuyên môn của mình. Dù không thể biết chính xác, nhưng tôi nghĩ hắn ghen tị điều gì đó với tôi và muốn trả thù cá nhân. Hay có phải là vì màu da của mình hay không?" Trên đây là top 5 cầu thủ
nhé Pep Guardiola nhất mà tôi sẽ tầm được. Còn các bạn có điểm các bạn như thế nào về vị huấn luyện viên tài ba này? Hãy đừng quên để lại nhận xét của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.